Chiến thần sở Bắc Lạc Mai chương 481 nghe thấy xe thể thao thì rất phong cách. Chu Bân thấy Tô Uyển thật sự đi giúp Lạc Tuyết làm việc, ánh mắt anh ta thoáng chốc có chút u ám. Hừ, đồ tiện nhân, bây giờ cô còn giả vờ thanh tao với tôi sao, đợi ông đây kéo cô về chơi đến chán, rồi một chân đá cô đi, để cô nếm thử mùi vị tuyệt vọng thế nào. Thế nhưng, cho dù Chu Bân nghĩ như vậy trong lòng, nhưng anh ta vẫn không thể hiện ra chỉ thấy anh ta đứng dậy từ dưới đất, bỏ hoa tươi sang bên cạnh, sau đó nịnh nọt chạy đến trước mặt Tô Uyển. "Tiểu Uyển, em đừng làm mấy việc dơ bẩn này nữa, xe thể thao của anh đậu ở ngoài, anh đưa em đi xem phim nhé." Audio điện tử Võ Tấn Bền. Tô Uyển lắc đầu, vẻ mặt châm chọc nói, "Cái đó thì thôi đi, tôi toàn làm mấy việc bẩn thỉu, quần áo cũng bẩn rồi, nếu làm bẩn xe thể thao của anh tôi cũng chẳng đền nổi đâu." Chu Bân đúng là có một chiếc xe hơn nữa còn là xe thể thao, nhưng tôi uyển biết, chiếc xe thể thao đó của Chu Bân cũng chỉ là hàng giỏm mà thôi. Nghe thấy xe thể thao thì rất phong cách, nhưng, theo như cô ấy biết thì chiếc xe đó của Chu Bân cũng chỉ hơn 300.000 mà thôi. Thế mà Chu Bân lại rất tự hào, cứ đi khoe khoang xe thể thao của anh ta. Tiểu Uyển, em nói gì vậy? Chu Bân vội xua tay, nói quần áo bẩn cũng không sao, anh đưa em đi mua đồ mới lời của anh ta căn bản gần như không hề để bụng chuyện tiền bạc. Không cần, tôi biết anh có tiền, ý tốt của anh tôi nhận, nhưng quần áo tôi có thể tự mua, không làm phiền đến anh. Có lẽ Chu Bân sớm đã quen với thái độ không mặn không nhạt của Tô Uyển, sau khi Tô Uyển nói xong, anh ta chẳng những không buồn bã, mà trái lại vẻ mặt lại kiên cường hơn. Tiểu Uyển, có một chuyện có thể em còn chưa biết, anh đã nói với bố anh rồi, chỉ cần em đồng ý làm bạn gái anh, anh sẽ đưa em đến gặp bọn họ, đến lúc đó, em chính là con dâu danh chính ngôn thuận của nhà họ Chu Anh rồi. Nghe thấy lời này của Chu Bân, sắc mặt Tô Uyển lập tức thay đổi. Chu Bân, anh điên rồi sao? Anh còn muốn tôi phải nói bao nhiêu lần nữa, tôi không thích anh, không có cảm giác gì với anh, đừng có lãng phí thời gian với tôi nữa. Tại sao chứ? chương 482, vậy bây giờ chúng ta đi thôi. Kiểu con nhà giàu có chút tiền như Chu Bân, cô gặp nhiều rồi, hơn nữa từ những gì Chu Bân nói lúc nãy có thể nhìn ra được thế giới quan của anh ta không tốt chút nào. Với người như vậy, đi theo anh ta chắc chắn là một lựa chọn sai lầm. Lại bị Tô Uyển từ chối, Chu Bân có chút không vui, anh ta đi đến trước mặt Tô Uyển, cắn răng cắn lợi. "Tiểu Uyển, anh thật sự thích em, chỉ cần em đồng ý cưới anh, anh sẽ bảo bố anh giao vị trí giám đốc công ty cho em, em thấy thế nào?" Tô Uyển lạnh lùng lắc đầu, nói Chu Bân Hôm nay tôi không muốn thảo luận với anh vấn đề này nữa, nếu anh rảnh rỗi không có chuyện gì làm thì mời anh rời đi. Đây là cửa hàng của bạn thân tôi, anh đừng có làm phiền người ta. Bạn thân. Nghe thấy lời của Tô Uyển, ánh mắt Chu Bân lóe sáng, lúc này mới nhìn sang Lạc Tuyết. Đẹp thật. Đây là phản ứng đầu tiên khi anh ta nhìn thấy Lạc Tuyết, vừa nãy anh ta chỉ lo nhìn Tô Uyển, không hề nhìn kỹ Lạc Tuyết. Lúc này nhìn sang Lạc Tuyết, ánh mắt anh ta có chút kinh ngạc thậm chí anh ta có cảm giác đẹp hơn Tô Uyển nữa. Ồ, thì ra cô ấy là bản thân của em à, Tiểu Uyển, sao em không nói sớm làm lần này đến, anh lại không mang theo quà gì cả. Chu Bân nói chuyện, chào hỏi trực tiếp với Lạc Tuyết. Chào người đẹp, tôi là Chu Bân, là bạn trai của Tiểu Uyển. Nghe thấy Chu Bân không biết xấu hổ mà tự giới thiệu mình, Lạc Tuyết cũng cạn lời, trong lòng lại càng thấy Chu Bân buồn nôn. Thế nhưng đây dù sao cũng là chuyện cá nhân của Tô Uyển, cô cũng không tiện nói nhiều. Cô chỉ lịch sự gật đầu rồi cũng không để ý gì đến Chu Bân nữa. Chu Bân cũng buồn bực, trong lòng thầm hận nhưng không thể hiện ra ngoài. Một lúc sau, chỉ thấy anh ta quay người nhìn Tô Uyển. "Tiểu Uyển, bây giờ sắp đến giờ cơm rồi, anh biết một nhà hàng hương vị không tệ, chỉ bằng chúng ta cùng đi ăn đi." "Không cần." Tô Uyển không chút do dự khi từ chối lời mời của Chu Bân. Nói, bạn thân tôi mới mở cửa hàng, tôi phải mời cô ấy và chồng cô ấy ăn cơm, anh tự mình ăn đi. Nghe thấy lời của Tô Uyển, Chu Bân cũng ngây người. Thế nhưng, sau đó, anh ta cắn răng, giả vờ rộng lượng nói, nếu đã như vậy, chi bằng để anh làm chủ, mời bạn bè em cùng dùng cơm, như vậy được rồi chứ? Chương 483, tôi và bạn tôi gọi xe thì có gì không hợp. Lạc Tuyết Trần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu. Được mấy người ra bên ngoài cửa thì thấy một chiếc xe thể thao màu tím đậu bên ngoài phía xa. Lúc này, xung quanh chiếc xe thể thao đã có một nhóm người vây quanh, mấy người đó đứng trước xe, trên tay cầm điện thoại, rõ ràng là đang chụp ảnh. Chu Bân thấy vậy, lòng hư vinh lại càng thỏa mãn, ánh mắt đầy đắc ý. Rất đắc ý nhìn Tô Uyển, muốn nhìn thấy chút ngưỡng mộ trong mắt Tô Uyển. Nhưng, anh ta phải thất vọng rồi. Tô Uyển hoàn toàn không nhìn xe thể thao của anh ta mà đang nói chuyện với Lạc Tuyết. Chu Bân thấy thế, vẻ đắc ý trong mắt cũng biến mất. Tiểu Uyển, chúng ta lên xe chứ. Chu Bân xua đám người đang vây quanh chụp ảnh đi, vẻ mặt ân cần nói với Tô Uyển. Tô Uyển nhìn xe thể thao của Chu Bân thì khẽ nhíu mày. Xe của anh chỉ có hai chỗ, chúng tôi đi thế nào? Chu Bân nghe vậy, vẻ mặt cố ý tỏ vẻ khó xử, nói, xe thể thao đều như vậy cả, anh cũng không có cách nào. Nói đến đây, anh ta nhìn sang Lạc Tuyết và Sở Bắc. Hay là để bạn em gọi xe, anh lái xe chở em đi, em thấy thế nào? Nói xong, Chu Bân nhìn Sở Bắc đứng bên cạnh Lạc Tuyết, ánh mắt vô cùng huynh hoang. Ngay khi anh ta đắc ý thì Tô uyển lại lên tiếng. Vậy thôi đi, anh đi xe một mình đi, tôi và bọn họ cùng gọi xe. Nghe thấy Tô uyển nói muốn gọi xe, Chu Bân lập tức biến sắc. Tiểu uyển, em xem đi, xe anh cũng đã chạy đến rồi, em còn gọi xe với bọn họ, như vậy không hợp lắm. Tô Uyển lạnh lùng liếc nhìn Chu Bân, hỏi tôi và bạn tôi gọi xe thì có gì không hợp. Chu Bân nhìn Sở Bắc và Lạc Tuyết ở bên cạnh, dùng vẻ mặt u ám quái gở nói, bạn họ không có xe, đây là chuyện của bọn họ, em tội gì phải chịu đựng cùng bọn họ. Nghe thấy lời này của Chu Bân, vẻ mặt Tô Uyển thoáng chốc trở nên khó coi. Chu Bân, mong anh chú ý lời nói của mình, Bọn họ là bạn của tôi, tôi không cho phép anh nói gì bọn họ cả. Chương 484, Chu Bân, anh quá đáng lắm rồi. Không nhìn thấy phản ứng gì từ Sở Bắc, lại liếc nhìn sang Lạc Tuyết, ánh mắt Chu Bân lại có chút ghen tị. Anh ta thật sự không hiểu nổi, quỷ nghèo như Sở Bắc mà còn là một tên mù, cô gái đẹp như Lạc Tuyết sao lại gả cho anh chứ? Nhất là nhìn thấy gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Lạc Tuyết, trong lòng anh ta lại sôi sục lòng ghen tị. Chu Bân, anh quá đáng lắm rồi. Sắc mặt Tô Uyển trở nên khó coi, cô ấy không ngờ Chu Bân lại có thể nói những lời tổn thương người khác như vậy. "Tiểu Uyển, em đừng giận, anh nói thật cả mà, nếu bọn họ muốn đi ăn cơm cùng chúng ta thì để bọn họ gọi xe đi, nếu không thì hai chúng ta đi." Nghe thấy Chu Bân nói vậy, Tô Uyển càng thêm tức giận. Cô ấy lớn tiếng chất vấn, "Vừa nãy chẳng phải anh đã đồng ý rồi sao, muốn mời bọn họ cùng ăn chung, bây giờ sao lại ra như vậy?" Chu Bân lắc đầu, lạnh nhạt nói, mời bọn họ vốn chỉ là ngoài dự kiến, anh đến tìm em là muốn cùng em dùng bữa ăn lãng mạn dưới ánh nến, em có thấy bữa ăn lãng mạn dưới nến mà có bốn người ăn chưa? Lạc Tuyết ở bên cạnh nghe thấy lời của Chu Bân, trong lòng cũng có chút không vui, người không có tố chất nói năng như vậy, thực sự cô không muốn ăn cơm cùng anh ta. Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn Tô Uyển. Tiểu Uyển, hay là chúng mình không đi nữa, hai người đi đi. Tô Uyển lắc đầu, nếu cậu không đi thì mình cũng không đi, bữa ăn lãng mạn dưới nến gì đó, để anh ta ăn một mình đi." Lạc Tuyết đành chịu khẽ cười, cô nhìn ra được Tô Uyển căn bản không thích Chu Bân. Hơn nữa, cô cũng không mong bản thân của mình sau này sẽ gả cho một người không có nhân đức như Chu Bân. Nghe thấy lời của Tô Uyển, Chu Bân cũng bất đắc dĩ. Sở dĩ anh ta lái chiếc xe thể thao này đến đây, chính là để khoe khoang trước mặt Tô Uyển. Nếu Tô Uyển thật sự gọi xe với Lạc viết hoặc Tô Uyển trực tiếp không đi nữa, vậy thì kế hoạch của anh ta tan thành mây cả rồi. Nghĩ đến đây, Chu Bân cắn răng, nói, như vậy đi, Tiểu Uyển, mọi người đợi một lát, anh còn một chiếc xe nữa, có thể ngồi 5 người, giờ anh đi lấy. Nghe thấy Chu Bân nói vậy, sắc mặt Tô Uyển lúc này mới dễ chịu hơn chút. Chu Bân thấy vậy, trong lòng thở phào một tiếng, định lên xe đi về đổi xe. Chương 485 anh căn bản không có xe, tiền của bọn họ đều dùng để mở cửa hàng cả rồi, căn bản không còn tiền mua xe. Cô có chút nghi hoặc, xe mà sở bác nói vừa rồi, là ý gì chứ? Tô Uyển định thần lại, vẻ mặt khó hiểu nhìn Lạc Tuyết, tức giận nói tiểu tuyết, thì ra mọi người có xe à, không nói sớm với mình, khiến mình lo lắng cả nửa ngày. Lạc Tuyết nghe vậy, cười khổ một tiếng, mở miệng không biết nên nói thế nào. Chu Bân ở bên cạnh để ý vẻ mặt của Lạc Tuyết, ánh mắt chợt hiểu ra. Nhìn từ vẻ mặt của Lạc Tuyết, thì nhà bọn họ căn bản không hề có xe, lời sở bác vừa nói lúc này, có lẽ cũng chỉ là ra vẻ giữ mặt mũi mà thôi. Nghĩ đến đâu, anh ta bắt bẻ nói, hai người mà có xe sao? Là xe gì vậy, nói thử xem. Sở bác và Lạc Tuyết không nói gì. Thấy vậy, thì càng chắc chắn suy đoán trong lòng anh ta, bất giác vẻ mặt lại châm chọc nói, chắc không phải là xe điện chứ. Sở Bắc vẫn không nói gì, Lạc Tuyết và Tô Uyển thì đều có suy nghĩ trong lòng, cũng giữ im lặng. Hừ, anh cứ ra vẻ đi, tôi muốn xem thử, lát nữa không có xe đến thì mấy người làm gì? Chu Bân cười lạnh, cũng đứng đợi bên cạnh. Nhưng, 5 phút trôi qua, vẫn chưa có xe đến. Ánh mắt Lạc Tuyết có chút lo lắng, cô muốn hỏi Sở Bắc. Nhưng có Tô Uyển và Chu Bân ở đây, có mấy lời cô không tiện hỏi ra, chỉ có thể âm thầm thở dài trong lòng vẻ mặt cô đơn đứng đợi bên cạnh. Nhìn thấy vẻ mặt lạc tuyết, tôi uyển chợt lặng đi chốc lát. Sau đó, ánh mắt cô ấy như sáng lên. Hừ, cái tên này, đúng là sống chết cũng phải giữ mặt mũi. Cô ấy lập tức ý thức được, lời sở bác nói trước đó, có lẽ chỉ là lời nói dối. Anh, căn bản không có xe. Chu Bân ở bên cạnh đợi cũng không còn kiên nhẫn, cười lạnh nói, xem ra, xe của mấy người không đến rồi, mấy người vẫn nên gọi xe đi. Thế nhưng, ngay khi anh ta nói xong còn chưa đến 3 giây thì âm thanh một chiếc xe hơi đã vang lên. Tiếp đó, trong tầm nhìn của mọi người, một chiếc Bentley Bentayga chạy nhanh về phía họ. Ồ, chiếc Bentley này đẹp thật đấy. Thấy chiếc Bentley chạy về phía mình, vẻ mặt Tội uyển ngưỡng mộ nói. chương 486, đợi lát nữa em sẽ biết. Nghe thấy lời tô uyển nói, sắc mặt chu bân lập tức trở nên khó coi. Anh ta lái chiếc xe thể thao này là đến để khoe khoang, nhưng Tô Uyển lại không nhận mà thái độ đối với anh ta lại rất lạnh nhạt. Bây giờ, sau khi chiếc Bentley Bentayga này xuất hiện, thì chiếc xe thể thao của anh ta đã mất đi hào quang. Vừa nãy sở dĩ anh ta nói với Tô Uyển như vậy, là muốn lấy lại chút mặt mũi của mình trước mặt Tô Uyển. Dù sao, chiếc Bentley Bentayga này cũng đến hơn 2 triệu mới có thể mua được, mà chiếc thể thao của canh ta cũng chỉ hơn 400.000 mà thôi hai chiếc so với nhau, bây giờ ánh mắt anh ta nhìn chiếc xe thể thao lại trở nên vô cùng châm chọc. Tiểu Uyển, đừng nói lời như vậy, dù sao em cũng phải cưới anh, đợi em gả cho anh rồi, xe của anh chẳng phải là của em sao? Tô Uyển lắc đầu, biết Chu Bân mặt dày, không nói gì thêm, mà ánh mắt nhìn chiếc Bentley Bentayga trước mắt. Bởi vì cô ấy phát hiện, chiếc Bentley Bentayga này đang đi đến hướng của bọn họ. Hơn nữa, chuyện khiến cô ấy kinh ngạc, là chiếc Bentley Bentayga này đến trước mặt bọn họ thì dừng lại. Thấy vậy, trong lòng cô ấy cũng giật mình. Chiếc xe này chắc không phải là của sở Bắc chứ? Nghĩ đến đây, cô ấy không nhịn được nhìn qua Lạc Tuyết, lại phát hiện đối phương cũng đang nghi hoặc nhìn chiếc Bentley. Cô ấy không nhịn được có chút nghi ngờ, chẳng là lẽ cô ấy nghĩ nhiều. Tiểu Uyên, theo anh thấy xe bọn họ sẽ không đến đâu, hay là chúng ta cứ ngồi xe, để bạn em gọi xe đến đi. Giọng nói của Chu Bân lại vang lên bên tai Tô Uyển. Tô Uyển lắc đầu, đang định nói thì lúc này, cảnh tượng trước mắt khiến cô ấy đột nhiên trừng to mắt. Chỉ đến khi Sở Bắc đột nhiên nắm tay Lạc Tuyết, đưa Lạc Tuyết đi đến chiếc Bentley Bentayga phía trước. Đồng thời, chiếc Bentley Bentayga cũng dừng lại vị trí cách bọn họ không xa. "Sở Bắc, anh muốn làm gì?" Lạc Tuyết giật mình, hành động của Sở Bắc khiến tim cô đập mạnh không thôi chương 487, vất vả rồi. Chu Bân, anh không nói thì không ai nói anh câm đâu. Tô Uyển tức giận chừng nhìn Chu Bân. Anh chỉ nói sự thật thôi mà. Vẻ mặt Chu Bân vô tôi xua tay, sau đó lại xem thường nói chiếc Bentley Bentayger này, chỉ xe thôi cũng hết 2 triệu rồi, lỡ chảy một chút cũng phải đến hơn trăm nghìn đấy, em thấy điều kiện như bọn họ có thể đền nổi sao. 2 triệu. Nghe thấy lời của Chu Bân, Tô Uyển cũng giật mình. Tuy cô thích chiếc Bentley Bentayger này, cũng biết giá nó rất mắc, nhưng không ngờ, lại mắc đến vậy. Cô có chút lo lắng, mắt sở bắc không nhìn thấy, anh kéo lạc tuyết đi qua, nhỡ đâu. Cô ấy đang định lên tiếng nhắc nhở, thì lúc này, giọng nói của chu Bân lại vang lên. Hừ, tiểu uyển em xem cái tên kia, người không biết còn tưởng chiếc Bentley Bentayger này của anh ta nữa, đáng tiếc, anh ta cũng chỉ có thể ra vẻ mà thôi. chu Cầm tỏ vẻ coi khinh nói. Nghe thấy lời của Chu Cầm, ánh mắt Tô Uyển đột nhiên lóe sáng. Nếu chiếc xe này thật sự là của bọn họ thì sao? Không hiểu ma xui quỷ khiến cô lại nói ra một câu như vậy. Sao có thể? Chu Bân nghe vậy, lập tức lắc đầu, vẻ mặt xem thường nói, nếu chiếc Bentley Bentayger này là của anh ta, anh trồng cây chuối ăn cơm. Lời của Chu Bân, Tô Uyển cũng không nghe vào nữa, còn ánh mắt thì nhìn chằm chằm Sở Bắc và Lạc Tuyết. Cô ấy muốn xem xem chiếc xe này, rốt cuộc có phải là của bọn họ không? Thấy sở bắc không nói gì, lạc tuyết cũng có chút sốt ruột. Bạn thân tội uyển của cô còn ở phía sau nhìn kìa, còn có tên chu bân đáng ghét kia nữa. Cô có chút lo lắng, sở bắc làm như vậy, lát nữa kết cục bọn họ sẽ ra sao? Ai, cười nhạo thì cứ cười nhạo thôi, lúc trước cũng chẳng phải chưa gặp bao giờ. Cuối cùng, lạc tuyết chỉ có thể tự an ủi trong lòng như vậy. Ngay lúc này, Sở Bắc kéo cô đứng lại, mà chiếc Bentley Bentayga kia đúng lúc cũng dừng lại trước mặt bọn họ. Chương 488, đây là thật sao? Tống Y Nhiên thoáng chốc bất ngờ, vội xua tay. "Không vất vả không vất vả, phục vụ anh là vinh hạnh của tôi." Cô ta biết rõ, số tiền trong thẻ của Sở Bắc cũng đủ để mua vô số chiếc xe như vậy. Sau khi chịu khổ trong tay Sở Bắc, cô ta cũng không dám xem nhẹ đối phương nữa. Thấy vậy, Lạc Tuyết và Tô Uyển đều trừng lớn mắt, ánh mắt không tin nổi mà nhìn cảnh này. Chiếc xe này, thật sự là của Sở Bắc. Chu Bân ở bên cạnh thấy vậy, cũng ngây dại. Vừa nãy anh ta còn nói chiếc xe này không phải của Sở Bắc, hơn nữa còn nói sầm nói bậy, nhưng anh ta không ngờ, mình lại bị vả mặt nhanh như vậy. Nhìn thấy Tống Y Nhiên khép nép đưa chìa khóa vào tay Sở Bắc như vậy, khóe mắt anh ta cũng khẽ giật. Đồng thời, nghĩ đến lời lúc nãy anh ta nói, anh ta chỉ cảm thấy mặt mình nóng rát không chịu nổi. Trước chiếc Bentley Bentayger này, chiếc thể thao kia của anh ta bây giờ giống như thứ rác rưởi, trông chướng mắt vô cùng. Tại sao, tại sao mệnh của anh ta lại tốt vậy chứ? Chu bên điên cuồng gào thét trong lòng, anh ta ghen tị không thôi. Sở bắc rõ ràng chỉ là một tên mù mà thôi, dựa vào đâu mà anh ta có thể có được những thứ tốt hơn mình. Trong sự kinh ngạc của lạc tuyết, sở bắc bỏ chìa khóa vào trong tay cô sở bắc, anh đây là. Định thần lại, vẻ mặt lạc tuyết không hiểu nhìn sở bắc hỏi. Sở bắc khẽ cười một tiếng, vẻ mặt dịu dàng nói, đây là quà mà anh muốn tặng cho em, có thích không? Quà tặng cho cô. Nhìn chiếc Bentley Bentayger trước mặt, vẻ mặt lạc tuyết vô cùng khó tin. Qua một lúc lâu, cô mới định thần lại, vẻ mặt kích động nhìn sở bắc, hỏi, đây là thật sao? Sở bắc khẽ cười, đương nhiên là thật, Người ta đã lái xe đến đây rồi, chẳng lẽ là giả hay sao? Lạc Tuyết nghe vậy, lập tức nhảy vào lòng Sở Bắc, vui mừng thích thú. Chương 489, anh ấy lấy đâu ra nhiều tiền thế? Cho tôi hỏi, chiếc xe này bao nhiêu tiền vậy? Tông Y Nhiên ngẩn ra, không biết tại sao Lạc Tuyết lại hỏi vậy, nhưng đây là vợ của Sở Bắc nên cô ta không dám thất lễ. Nghĩ vậy, cô ta vội đáp, giá của chiếc xe này vốn là 2 triệu rưỡi. Nhưng cửa hàng chúng tôi đã giảm giá cho anh sở 20% nên chỉ còn 2 triệu thôi. 2 triệu. Nghe thấy vậy, mặt Lạc Tuyết biến sắc. Với cô mà nói thì 2 triệu đúng là một con số trên trời. Cùng với sự cảm động, cô khó tránh khỏi thấy lo lắng, chắc Sở Bắc sẽ phải trả góp lâu lắm mới đủ để mua chiếc xe này cho cô. Nghĩ vậy, Lạc Tuyết hít sâu một hơi rồi nhìn Tống Y Nhiên, hỏi chúng tôi có thể trả xe lại được không? Trả xe? Tống y nhiên thấy hơi bất ngờ rồi nhìn lạc tuyết hỏi, tại sao chị lại muốn trả lại xe? Chị không thích chiếc xe này à? Đúng ra cửa hàng Tống y nhiên đã bán lỗ chiếc xe này, nếu lạc tuyết muốn trả lại thì cô ta còn mừng không hết. Nhưng lạc tuyết là vợ của sở bắc nên cô ta không dám làm thế. Phải biết rằng sở bắc có thể dùng tiền để đập chết bọn họ, người như vậy thì ai dám đắc tội chứ? Đúng lúc này, lạc tuyết lại hỏi thêm một câu khiến Tống y nhiên phải há hốc miệng điều kiện kinh tế nhà tôi hơi kém tôi không muốn phải mệt nhọc nợ người ta cả đống tiền chỉ vì một chiếc xe nghe thấy thế tống y nhiên dở khóc dở cười điều kiện kinh tế kém ư cô ta thật sự muốn gào lên nếu nhà cô mà nghèo thì cả cái nước này không ai giàu hết nhưng tống y nhiên chỉ dám gào thét tại tâm thôi chứ không dám nói ra miệng thấy tống y nhiên im lặng lạc tuyết cau mày hỏi lẽ nào không trả lại được à tống y nhiên có vẻ bất đắc dĩ đáp không phải không trả được, mà là tôi thấy điều trị đang lo lắng là không cần thiết. Cô nói vậy là sao? Chương 490 chắc cậu không có ý kiến gì đâu đúng không? Tống Y Nhiên giật khóe miệng, không trả lời Lạc Tuyết nữa, mà quay ra chào Sở Bắc, sau đó quay người đi thẳng. Bà xã, em vừa nói gì với Tống Y Nhiên mà trông cô ấy có vẻ sợ em thế? Sở Bắc tò mò hỏi. Lạc Tuyết nhìn anh một cách sâu xa rồi lắc đầu. Không có gì. Lúc này, Tô Uyển đã thẳng thốt đi tới. Qua, wow, tiểu tuyết, đây là Bentley thật nè, chiếc xe trong mơ của tớ, mỗi tội giá quá chát. Không ngờ sở bác nhà cậu lại tặng cậu hẳn chiếc xe này, ôi ngưỡng mộ quá đi mất. Nghe bản thân mình nói vậy, lần đầu tiên lạc tuyết cảm thấy tự hào. Đây là cảm giác vui mừng từ thâm tâm, một cảm giác mà cô chưa từng có. Chu Bân đứng cạnh đó thấy vậy thì giật khóe miệng, mặt xa sầm trông rất đáng sợ. Xong, ánh mắt anh ta nhìn chiếc Bentley cũng đầy vẻ ngưỡng mộ. Có nằm mơ, anh ta cũng không dám mơ tưởng tới chiếc xe này. Tô Uyển trò chuyện với Lạc Tuyết một lúc rồi như nhớ ra điều gì đó nên ngoảnh sang Chu Bân. Hình như vừa nãy có người nói nếu đây mà là xe của nhà sở Bắc thì mình sẽ trồng cây chuối ăn cơm. Giờ có bằng chứng xác thực rồi đấy, đã nói thì phải làm chứ nhỉ. Chu Bân méo mặt khi nghe Tô Uyển nói thế. Lúc này, anh ta chỉ ước có lỗ hỏng nào đó để chui vào anh ta không thể ngờ rằng một người mù loà như sở bắc lại giàu đến thế. Tiểu Uyển, chắc chắn em vừa nghe nhầm rồi, họ là bạn của em thì sao anh có thể nói như thế được? Sau một thoáng ngượng nghịu, Chu Bân đã chơi chiêu dở mặt. Audio điện tử võ tấn bền chương 491, hoan nghênh quý khách, lạc tuyết vội vàng lắc đầu. Đương nhiên, chúng ta đi thôi. Tô Uyển gật đầu rồi định leo lên xe. Tiểu Uyển, em đã mời thì anh cũng đi. Tô Uyển đang định leo lên xe thì Chu Bân nói với theo. Tô Uyển cau mày, ngoái lại nhìn anh ta rồi nói, nếu anh muốn đi thì tự đi, anh có xe cơm mà. suốt lời, cô ấy chui tọt vào xe luôn. Chu Bân nhăn mặt, nhưng để được đi ăn với Tô Uyển, anh ta đành nhịn cơn tức rồi đi theo sau chiếc Bentley. Hơn chục phút sau, bọn họ đã đến Đức Dương Lầu. Đây là nhà hàng đồ chung, bất kể là món ăn hay phong cách phục vụ đều đứng đầu Tân Hải. Đỗ xe xong, mọi người cùng nhau đi vào trong. Hoan nghênh quý khách, thấy nhóm sở bắc bước vào, hai nhân viên đứng đón khách ở ngoài cửa lập tức chào đón. Khi một người trong số đó đang định lên tiếng thì Chu Bân đã sấn tới trước quầy lễ tân. Cho chúng tôi một phòng bao, loại phòng VIP ấy. Giọng nói của Chu Bân khá to, khi anh ta nói xong thì đã có nhiều người ở bên trong liếc nhìn. Điều này khiến anh ta cảm thấy rất đã, vì thế lập tức trở nên kiêu ngạo. Thấy dáng vẻ vinh váo của Chu Bân, Tô Uyển lập tức thấy hối hận vì đã để anh ta đi cùng. Cô ấy mời vợ chồng Lạc Tuyết đi ăn là để tâm sự thêm với Lạc Tuyết, chứ không phải muôn gây sự chú ý. Hành động này của Chu Bân khiến cô ấy thấy rất phản cảm. Nhưng bây giờ, anh ta đã đến rồi thì cô ấy còn nói gì được nữa. Xin lỗi anh, hết phòng bao mất rồi ạ. Hay tôi xếp cho anh một chỗ cạnh cửa sổ, anh xem có được không ạ? À? Chương 492 ăn mỗi bữa cơm thôi mà sao anh rách việc thế? Thành thật xin lỗi anh, phòng bao thật sự đã hết rồi ạ, à, mong anh thông cảm. Nghe thấy vậy, Chu Bân lập tức xa sầm mặt. Anh ta cứ tưởng mình nói ra thân phận xong thì nhân viên nhà hàng sẽ nhanh chóng đi xếp phòng ngay. Ai dè lại nhận được một câu trả lời thế này. Tô Uyển và Lạc Tuyết đã nghe thấy hết, Chu Bân cảm thấy quá mất thể diện. Nghĩ vậy, anh ta đập tay lên bàn lễ tân rồi thức tối quát, tôi muốn phòng riêng, dù thế nào đi nữa, hôm nay cô cũng phải xếp phòng cho tôi, không thì cô chuẩn bị nghỉ việc đi. Anh ta cất giọng phách lối kết hợp với biểu cảm kiêu ngạo. Cô lễ tân chưa từng gặp chuyện này bao giờ nên lập tức sợ đến mức rơm rớm nước mắt. Tô Uyển thấy thế thì vội tiến lên. Chu Bân, anh đang làm gì thế hả? Có ăn uống một cách bình thường được không? bộ không có phòng bao thì anh nuốt không trôi hay gì mà phải gây khó dễ cho người ta thế. Tô Uyển bực mình nói. Lúc này, Lạc Tuyết cũng bước tới rồi nói với Chu Bân, Chu Bân, Tiểu Uyển nói đúng đấy. Chúng ta chỉ đến ăn bữa cơm thôi mà, đừng câu nệ quá, ngồi đâu cũng được mà. Không có phòng riêng thì mình ngồi luôn ở ngoài này cũng được. Nghe Lạc Tuyết và Tô Uyển nói vậy, Chu Bân quả quyết lắc đầu. Với thân phận của tôi thì sao ngồi ăn chung ở ngoài này được? Nói rồi, anh ta lại nhìn sang sở bắc vẫn im lặng nãy giờ rồi cất giọng châm chọc, với những người cao sang mà nói thì việc ăn uống không thể tùy tiện được, không giống như ai đó, đến phòng bao cũng không đặt nổi, chỉ được cái trò mua xe sang để lòe thiên hạ thôi, đúng là nực cười. Lạc tuyết bắt đầu thấy bực khi nghe thấy chu Bân nói vậy. chu Bân nói sở bắc như vậy khiến cô rất bực mình, nhưng vì tội uyển nên cô chỉ cau mày chứ không nói gì. Tội uyển phát bực rồi chán nản nhìn chu Bân, quát chu Bân, anh bị thần kinh à? Ăn mỗi bữa cơm thôi mà sao anh rách việc thế? Chu Bân đang định lên tiếng thì một người đàn ông trung niên có vẻ giống quản lý đã đi nhanh tới. "Ra là cậu Chu, cậu ghé nhà hàng mà chúng tôi tiếp đón chậm trễ, mong cậu lượng thứ." Chương 493 cô thật sự không biết phải trả lời Chu Bân thế nào. Chu Bân nghe thấy thế thì lập tức nổi giận. "Mẹ kiếp, các người vẫn còn phòng mà không xếp cho tôi, thế là coi thường tôi hay gì?" người đàn ông xua tay rồi vội nói cậu chu đừng hiểu lầm đây là quy tắc của nhà hàng chúng tôi chứ không phải tôi làm trái ý cậu tôi cũng là bất đắc dĩ bất đắc dĩ chu bân cười lạnh nói hừ tôi có tiền nếu các người còn phòng thì buộc phải xếp cho tôi không thì ông chuẩn bị nghỉ việc đi người đàn ông tỏ vẻ chán nản ông ta biến sắc mặt rồi nghiến răng nói cậu chu nếu cậu đã kiên quyết như vậy thì tôi không cản nữa cậu cứ dùng phòng đó nhưng nếu xảy ra chuyện gì thì cậu tự chịu trách nhiệm chịu trách nhiệm chu bân nghe vậy thì bật cười khinh bỉ rồi thản nhiên nói mau đi chuẩn bị đi có chuyện gì thì tôi cân tất nói rồi chu bân nhìn tôi uyển và lạc tuyết với vẻ đắc y người đàn ông kia gật đầu rồi quay người rời đi sau khi ông ấy đi rồi tôi uyển mới lo lắng nói chu bân liệu anh làm vậy có gây phiền phức gì không phiền phức chu bân xua tay rồi ra vẻ nói em yên tâm anh quen nhà hàng này nên không sao đâu, mà dù có chuyện gì thì anh cũng xử lý được. Tô Uyển lặng lẽ lắc đầy, lời nói của người đàn ông ban nãy khiến cô ấy thấy hơi bất an. Cô ấy có cảm giác sẽ có chuyện, nhưng dù bây giờ có nói ra thì Chu Bân cũng không tin. Hai, mong chỉ là ảo giác thôi. Một lát sau, người đàn ông kia đã quay lại rồi lịch nói với Chu Bân, cậu Chu, phòng đã chuẩn bị xong, mời cậu. Chu Bân gật đầu rồi ngoái lại nói với Tô Uyển, Tiểu Uyển, Chúng ta đi thôi. Sau đó, bọn họ đã được người đàn ông kia dẫn vào một phòng riêng. Sắp xếp cho nhóm Chu Bân xong, người đàn ông lập tức rời đi. Chu Bân nhìn Tô Uyển và Lạc Tuyết rồi đắc ý nói, con người lăn lộn trong xã hội mà không có tiền với quan hệ là không được. Ví dụ như chuyện hôm nay, nếu là người khác thì chắc chắn không lấy được phòng, nhưng anh thì khác. Nói rồi, anh ta vênh mặt lên rồi nói tiếp. Người ở đây chỉ quan tâm đến tiền thôi. Chỉ cần mình có tiền thì bảo gì họ cũng phải nghe. Chương 494, tôi làm thuê thôi, có gì đáng nói đâu. Tôi làm thuê thôi, có gì đáng nói đâu. Lạc Tuyết nghiệt mặt ra với vẻ quái lạ, xong không nói gì. Nghe thấy thế, Chu Bân tỏ rõ vẻ coi thường. Đàn ông cần có sự nghiệp riêng, chứ đi làm thuê thì kiếm được mấy đồng, về lâu về dài là không ổn. Nói rồi, anh ta lại tỏ vẻ tiếc núi nhìn Sở Bắc. Tiếc là anh Sở đây lại bị mù không thì có thể đến công ty của bố tôi làm việc bố tôi đang thiếu tài xế lúc nhắc đến chữ mù chu bân còn cố ý nhấn mạnh sở bắc mỉm cười hờ hứng không nói gì còn tôi uyển thì sầm mặt lại khi nghe chu bân nói vậy chu bân nếu anh còn nói chuyện kiểu khích bác nữa thì biến đi chúng tôi đến ăn cơm chứ không phải đến xem anh khoe khoang chu bân nghe vậy thì lập tức nghiêm chỉnh rồi cười nói anh nói thật mà nếu không nhờ anh thì chúng ta phải ngồi ngoài kia rồi đấy Tô Uyển càng tức giận hơn, ngồi bên ngoài thì có làm sao, phòng riêng này thối chết đi được ấy. Làm gì có, anh thấy thơm mà, Tiểu Uyển, hay em ngửi nhầm rồi. Chu Bân cau mày, sau đó ra sức hít lấy hít để rồi tỏ vẻ khó hiểu. Thấy thế, Tô Uyển chán không buồn nói gì nữa. Thôi bỏ đi, gọi món ăn cơm thôi. Tô Uyển lên tiếng rồi cầm thực đơn lên xem. Xong, cây muốn lặng mà gió chẳng đừng, Chu Bân vẫn không biết điều mà huynh hoang tiếp. Hai, nghĩ cũng đúng thật nhỉ, bỏ cả đống tiền ra để mua Bentley làm gì chứ? Vào lúc quan trọng nhất, vẫn phải bám vào anh đây thôi. Nói rồi, anh ta liếc mắt về phía sở bắc. Nhưng khi nhìn thấy cặp kính dâm của sở bắc thì Chu Bân mới nhớ ra là sở bắc bị mù. Vì thế anh ta hầm hực nhìn sang Tô Uyển và Lạc Tuyết. Nhưng Tô Uyển và Lạc Tuyết chỉ chăm chú xem thực đơn, chứ chẳng hề ngó ngàng gì đến anh ta. Thấy vậy, Chu Bân lập tức trở nên lúng túng. Chương 495, nhưng các món mà anh chọn đắt quá. Chu Bân thấy thế thì cười tươi như hoa rồi nói, "Tiểu Uyển, em đừng hiểu lầm, các em cứ gọi món tùy thích, hôm nay anh mời." Nói rồi, anh ta lại đẩy quyển thực đơn tới trước mặt Tô Uyển. Tô Uyển lạnh lùng liếc anh ta một cái rồi cầm thực đơn lên, tiếp tục trao đổi với Lạc Viết. Mãi một lúc lâu sau, Tô Uyển mới trả lại thực đơn cho Chu Bân. "Chúng tôi chọn xong rồi, anh chọn đi." Ban nãy Cô ấy và Lạc Tuyết chỉ còn vài món khá bình dân. Có hạng rồi bâu như Chu Bân ở đây, họ cũng chẳng có hứng mà ăn uống. "Tiểu Uyển, sao các em mới chọn được có mấy món thế này? Hơn nữa còn toàn chọn những món rẻ nhất." Sau khi nhìn thấy các món mà Tô Uyển và Lạc Tuyết chọn, Chu Bân lập tức tỏ vẻ khó hiểu. Tô Uyển hờ hững nói, "Chúng tôi có ăn được nhiều đâu, vậy là đủ rồi." "Thế sao được?" Nghe thấy thế, Chu Bân lập tức lắc đầu rồi nói, "Các em đừng ngại, anh có tiền mà nên không phải tiết kiệm cho anh đâu." Dứt lời, thấy Tô Uyển và Lạc Tuyết không có phản ứng gì, Chu Bân chỉ biết cười trừ. "Hay thế này đi, để anh chọn nhé. Hôm nay, anh nhất định sẽ chiêu đãi bọn em một bữa ra trò." Nói rồi, Chu Bân lập tức vạch bút vào những món đắt nhất trong thực đơn. Thấy các món mà Chu Bân chọn, Tô Uyển biến sắc mặt rồi hỏi, "Chu Bân, anh có nhầm không thế?" Chu Bân toàn chọn những món đắt nhất trong nhà hàng này, Tô Uyển nhầm tính thì thấy bằng cả mấy tháng lương của mình. Chu Bân lắc đầu rồi cười nói, không, anh hay đến đây ăn mà, anh thuộc cả thực đơn rồi ấy chứ. Tội Uyển lập tức im bặt, sau đó nhớ tới các món bình dân mình vừa chọn rồi nhắc nhở. Nhưng các món mà anh chọn đắt quá. Nghe Tô Uyển nói thế, Chu Bân cố ý vênh mặt nói to. Đắt á, Tiểu Uyển, anh nói cho em nghe, đã đi ra ngoài ăn thì phải ăn uống cho đàng hoàng. Và lại, hôm nay anh mời nên em đừng quan trọng chuyện đắt rẻ. chương 496 không lẽ anh chỉ biết chém gió thôi à? Công việc nhàn hạ. Sở Bắc cười hỏi, ừm, nếu tôi đến công ty anh thì các anh định sắp xếp cho tôi làm ở vị trí nào? Lương tháng bao nhiêu? Nghe thấy thế, Chu Bân cười đáp, vì anh bị mù nên không có nhiều sự lựa chọn đâu. Công ty nhà tôi đang thiếu một chân bảo vệ, dù mắt anh bị mù cũng không sao, lương tháng 3.000, anh thấy sao? Ba nghìn. Sở Bắc chỉ cười chứ không đáp lời. Thấy Chu Bân lại bắt đầu chĩa mũi rùi vào Sở Bắc, Lạc Tuyết lập tức thấy không vui. Anh Chu, anh nên xem lại thái độ của mình, dù mắt chồng tôi không còn thấy gì nữa, nhưng anh ấy có thể mua Bentley, còn anh thì sao? Không lẽ anh chỉ biết chém gió thôi à? Mặt Chu Bân xám xịt, vì bị Lạc Tuyết nói cho cứng họng. Mãi sau, anh ta mới hầm hầm nhìn Lạc Tuyết rồi cất giọng hầm hực, mua xong chiếc xe ấy cho cô chắc anh ta cũng khuynh ra bại sản luôn rồi, khéo phải trả góp cả đời mất, có gì đâu mà vênh váo thế. Lạc tuyết lắc đầu, không muốn đôi co với Chu Bân nữa. Tô Uyển ngồi bên cạnh thì không thể chịu nổi được nữa. Cô ấy đập tay xuống bàn rồi quát lên với Chu Bân, nếu anh không muốn ăn uống cho đàng hoàng thì biến ngay, đừng làm ảnh hưởng tới tình bạn của chúng tôi. Bị Tô Uyển nạt cho một trận, Chu Bân mới chịu yên, nhưng mặt vẫn xa sầm, cuối cùng anh ta ngồi xuống rồi im lặng. Nhưng 20 phút sau, đồ ăn vẫn chưa thấy đâu, Chu Bân lại bắt đầu nổi nóng. Nhân viên phục vụ của nhà hàng làm ăn kiểu gì mà mãi không mang đồ ăn lên vậy? Chu Bân lẩm bẩm rồi gọi nhân viên. Ngay sau đó, đã có một người hớt hải chạy vào. Thưa anh, xin hỏi có việc gì vậy ạ? À? Nhân viên phục vụ lịch sự hỏi. Chu Bân bực mình hỏi lại, nhà hàng làm ăn kiểu gì thế? Chúng tôi chờ gần nửa tiếng rồi mà thức ăn vẫn chưa lên là sao?" Nghe thấy thế, cậu nhân viên lập tức mỉm cười với vẻ áy náy. "Xin lỗi anh, đột nhiên có khách quý đến mà anh lại gọi khá nhiều món nên mong anh thông cảm chờ thêm một lát ạ, à. nhà bếp làm xong đơn của khách quý thì sẽ đến đơn của anh." Chương 497 Sao anh cứ làm quá lên thế? Không có nhưng nhị gì hết, cô mau bảo nhà bếp làm cho bàn tôi ngay lập tức. Cậu nhân viên còn chưa nói hết câu thì Chu Bân đã nổi sung rồi ngắt lời. Nghe thấy thế, cậu nhân viên càng thấy khó xử hơn. "Thưa anh, chúng tôi buộc phải xin lỗi vì đây là tình huống bất khả kháng. Vị khách đó có thân phận rất cao quý, chúng tôi buộc phải ưu tiên cho bản ấy trước." "Thân phận cao quý?" Chu Bân càng nổi điên hơn. "Ai dám tự nhận mình có thân phận cao quý trước mặt tôi chứ?" Cậu nhân viên biến sắc mặt đang định nói gì đó thì đã bị chu bân đẩy qua một bên để anh đây xem đứa nào mà ngông cuồng thế nói rồi anh ta định đi ra ngoài xong đúng lúc này cậu nhân viên đã chạy theo rồi kéo anh ta lại thưa anh anh đừng đi thì hơn vị khách đó có thân phận rất lớn nếu anh làm phiền người ta thì sẽ tự rước hỏa vào thân đấy ạ à. cậu nhân viên không nói vậy còn đỡ chứ vừa nói một cái thì chu bân đã bừng lửa giận ngay hừ Hôm nay mà tôi không đòi lại thể diện thì sao sau này sống ở Tân Hải được nữa. Anh ta đẩy cậu nhân viên ra rồi đi luôn. Tô Uyển thấy thế thì vội vàng đứng dậy. Chu Bân, anh đừng có hành động theo cảm tính nữa được không? Chúng ta chờ thêm một lúc thì có chết ai? Sao anh cứ làm quá lên thế? Nghe Tô Uyển nói vậy, Chu Bân ngoái lại lắc đầu với cô ấy. Tiểu Uyển, em không hiểu đâu, đàn ông sống trên đời phải có sĩ diện, hơn nữa chúng ta đến trước thì phải được phục vụ trước. Anh không tin người kia có thân phận cao quý đến mức một tay che trời. Dứt lời, Chu Bân mặc kệ Tô Uyển nhăn nhó mặt mày rồi hầm hầm đi ra ngoài. Xong rồi, thấy Chu Bân rời đi, cậu nhân viên tái mặt, không dám chần chừ mà chạy theo ngay. "Tiểu Uyển, Chu Bân này tùy hứng quá, cậu nên giữ khoảng cách với anh ta thì tốt hơn." Sau khi Chu Bân đi ra ngoài, Lạc Tuyết mới nói với Tô Uyển. Chương 498 sao anh ta không quay lại? Tô Uyển cũng biến sắc mặt rồi tỏ vẻ hối hận. Lẽ ra tớ không nên cho anh ta đi cùng bọn mình, ăn có bữa cơm thôi mà bao chuyện, đúng là hết nói nổi. Lạc Tuyết an ủi Tô Uyển, thôi chúng ta cứ chờ thêm một lát nữa, chắc anh ta cũng sắp quay lại rồi. Tô Uyển gật đầu rồi ngồi im, tâm trạng lúc này của cô ấy đang tan chậm. Thời gian cứ thế trôi qua, nhưng Chu Bân vẫn chưa quay lại, Tô Uyển và Lạc Tuyết càng có vẻ sốt ruột hơn. Tô Uyển nôn nóng nói, sao mãi không về nhỉ? không lẽ có chuyện thật rồi? Lạc Tuyết do dự một lát rồi nói, hay chúng mình đi coi sao nhớ. đúng lúc này cửa phòng bao mở ra, nhưng người bước vào không phải Chu Bân mà là cậu nhân viên ban nãy. lúc này cậu ấy cũng đang có vẻ xuất sắng. vừa chạy vào, cậu ấy đã hô ầm lên, không xong rồi, có chuyện rồi, có chuyện rồi. nghe thấy thế, Tô Uyển và Lạc Tuyết đều biến sắc mặt. điều họ lo lắng nhất đã xảy ra chỉ có sở bắc là vẫn thản nhiên như không có chuyện gì. Dù nghe thấy cậu nhân viên thông báo vậy, nhưng anh cũng chẳng biến sắc mặt. Tô Uyển cuống lên hỏi cậu nhân viên, rốt cuộc đã có chuyện gì? Chu Bân đâu, sao anh ta không quay lại? Cậu nhân viên hít sâu một hơi rồi căng thẳng đáp, cậu Chu đã đắc tội với khách quý, bây giờ đang quỳ bên phòng ấy, mọi người mau sang xem thế nào đi, nếu chậm trễ thì khéo có án mạng mất. Nghe thấy thế, Tô Uyển và Lạc Tuyết đều có vẻ bực bội. Tô Uyển nhân mặt nói: "Tất cả là tại anh ta, tớ cản không cho đi rồi mà không nghe, giờ gây ra họa lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm đi." Tuy nói là vậy, nhưng trong mắt Tô Uyển vẫn hiện lên vẻ lo lắng. Dù cô ấy có ghét Chu Bân đến mấy thì hai người cũng quen biết nhau, cô không thể trơ mắt nhìn anh ta gặp chuyện được. Lạc Tuyết cũng không biết phải làm sao, đành quay sang nhìn Sở Bắc. Chương 499 chuyển lời cậu ấy không ngờ những người này lại mặc kệ chu bân nên nhất thời không biết phải làm sao nhưng sau khi nhớ tới lời quản lý đã căn dặn cậu ấy đành cắn răng rồi nói với nhóm tô uyển người mà cậu chu đắc tội là cậu chủ lưu phong của nhà họ lưu cậu lưu có tính tình ngang ngược xuống tay tàn nhẫn tôi sợ nếu mọi người không đi ngăn cản cậu chu sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng đấy ạ à. nguy hiểm đến tính mạng nghe thấy thế tô uyển và lạc tuyết giật bắn mình nghiêm trọng vậy ư Tô Uyển sợ hãi rồi bất lực nhìn sang Lạc Tuyết hỏi, Tiểu Tuyết, giờ phải làm sao đây? Lạc Tuyết cũng tái mặt, không biết phải trả lời bạn mình thế nào. Đúng lúc này, sở bác chợt đứng dậy. Anh lắc đầu rồi nói với cậu nhân viên, giờ cậu hãy đi bảo với cậu Lưu là thả Chu Bân ra, bắt anh ta xin lỗi là được rồi. Cậu nhân viên chỉ biết đần mặt ra. Lưu Phong là cậu chủ của nhà họ Lưu, đến quản lý nhà hàng còn không dám đắc tội nữa là một nhân vật nhỏ bé như cậu ấy làm sao dám nói thế trước mặt lưu phong chứ các anh chỉ qua đó được không ạ à? tôi không dám đắc tội với cậu lưu đâu ạ à. sở bác nghe thấy thế thì bình thản nói chỉ là chuyển lời thôi mà cậu ta không dám làm gì cậu đâu mau đi đi hay cậu muốn chuyện này dùm beng lên nghe sở bác nói vậy cậu nhân viên biến sắc mặt trước khi đến đây quản lý nhà hàng đã nhắc cậu ấy rồi mà do dự một lát cậu ấy cắn răng nói được để tôi chuyển lời. Nhưng cậu Lưu ấy có nghe theo hay không thì tôi không chắc đâu ạ." À. Sứt lời, cậu ấy hít sâu một hơi rồi quay người rời đi. Khi cậu phục vụ đi rồi, Lạc Tuyết quay sang nhìn Sở Bắc với vẻ khó hiểu. "Sở Bắc, anh vừa nói vậy là sao em không hiểu." Tô Uyển cũng nghi hoặc nhìn Sở Bắc, không biết anh có ý gì nữa. Nghe ra vẻ lo lắng trong lời nói của Lạc Tuyết, Sở Bắc an ủi, "Em yên tâm, nhân viên phục vụ đi chuyển lời rồi." chu Bân sẽ không sao đâu, cùng lắm thì chịu khổ chút thôi. Chuyển lời, nhớ tới câu nói ban nãy của Sở Bắc, Lạc Tuyết và Tô Uyển vẫn chưa hiểu ra làm sao. Nhất là Tô Uyển, vốn cô ấy rất có thiện cảm với anh. Nhưng bây giờ, chút thiện cảm ít ỏi ấy đã cuốn theo chiều gió rồi. chương 500, mẹ thằng này, đừng gọi tao là anh Phong nữa. Một đám thanh niên xông vào, người đi đầu chính là người vừa cất tiếng mắng chửi vì sở bác ngồi trong góc khuất nên Lưu Phong không nhìn thấy anh. Chật chật, không ngờ ở đây cũng gặp được hàng cực phẩm cỡ này. Đám thanh niên nhìn Tô Uyển và Lạc Tuyết với ánh mắt hao háu. Anh Phong, hai em này hết sảy, hôm nay anh em mình số đỏ rồi, ha ha. Nghe thấy những lời tục tiếu của họ, Lạc Tuyết và Tô Uyển sợ đến mức rụt cổ, mặt thì thái xanh. Các người là ai, vào đây làm gì, Lạc tuyết cố kìm chế sự sợ hãi rồi nghiêm giọng hỏi đám thanh niên ấy. Nghe cô hỏi vậy, đám đó càng nổi hứng dâm tà hơn. Bé đừng sợ, bọn anh chỉ muốn thương bé thôi mà, ha ha. Lưu Phong nghe đám bạn nói thế thì cũng nổi hứng, sau đó hiếu kỳ nhìn về phía Tô Uyển và Lạc Tuyết. Quỳnh! Khi hắn nhìn thấy Lạc Tuyết thì lập tức xứng người. Sau đó như chợt nghĩ ra điều gì đó, hắn liếc nhìn sang bên cạnh cô, khi nhìn thấy Sở Bác đang ngồi cạnh Lạc Tuyết, mặt Lưu Phong biến sắc, hắn sợ đến mức chân mềm nhũn. Ngay sau đó, mồ hôi lạnh trên trán cứ thế túa ra. Đám thanh niên kia không chú ý tới vẻ khác lạ của Lưu Phong nên vẫn tiếp tục gợt nhả với Tô Uyển và Lạc Tuyết. "Anh Phong, anh yên tâm, bọn em sẽ dâng em đẹp nhất cho anh." Một tên chỉ vào Lạc Tuyết rồi nói bằng giọng nịnh bợ với Lưu Phong. "Chát." Nghe thấy thế, Lưu Phong giật bắn mình rồi quay lại tát cho tên đó một cái đau điếng. Mẹ kiếp, mày muốn chết thì chết một mình đi, đừng kéo theo tao. Lưu Phong gào lên chửi bới tên đó. Những người khác thấy thế thì tỏ vẻ khó hiểu, nhưng ai cũng có vẻ oan ức. Anh Phong, sao anh lại đánh em? Em nói gì sai sao? Tên bị Lưu Phong tát vừa tủi thân vừa khó hiểu, quyết định phải hỏi cho ra lẽ. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 500.